Để đạt mục tiêu phủ mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất là đến ngày 10 tháng 9 tới đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine kể cả ban đêm nhằm kịp thời trang bị lá chắn bảo vệ người dân, tiến tới khôi phục sản xuất và chuẩn bị khai giảng năm học mới. Khoảng một tuần nay, huyện Châu Thành bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân. Qua tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, người dân rất phấn khởi, đồng thuận đến các điểm tiêm theo giấy mời của địa phương. Trước khi mà tiêm ngừa vaccine này thì ở xã chúng tôi đã test sàng lọc 2 lần ở cộng đồng và test PCR nữa. Kết quả âm tính, cho nên là từ ngày 3 tây thì xã đã tiến hành tiêm cho bà con ở cộng đồng. Thì cũng theo lịch thì từng áp, bà con rất phấn khởi, tiêm sớm nhất là tốt nhất. Nên bà con cũng không ngán ngại mà sẵn sàng đi tới giờ này có gì. Nhưng mà cái đêm đầu tiên là đi tới 10 giờ đêm, địa phương vẫn tiêm phòng hết cho bà con. Tại điểm tiêm trường trung học cơ sở Vĩnh Công, hầu như mỗi ngày, đội tiêm của xã và lực lượng hỗ trợ bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Tuy vất vả, nhưng các bước tiếp nhận, tiếp dẫn sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm đều được tiến hành kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Trong tổng số khoảng 7.000 dân, tỷ lệ tiêm mũi 1 chiếm trên 90% và dự kiến đến hết ngày hôm nay 9 tháng 9, địa phương cơ bản đạt 100% người dân đều được tiếp cận vaccine. Ban chỉ đạo chúng tôi xác định ở trường trung học cơ sở này là địa điểm tiêm là tốt nhất, lý do là nó rất rải thoáng mát để làm sao bố trí sao cho bà con được khoảng cách đảm bảo an toàn 5K. Sau khi mà cái đợt tiêm phòng này xong á, thì chuẩn bị cho năm học mới thì nếu như khai giảng chúng tôi sẽ ngày tối đa là cái ngày 10 tây chúng tôi sẽ xong cái đợt 1 này á, thì chúng tôi sẽ phun khử khuẩn toàn diện để làm sao ổn định được cái môi trường sạch để bàn giao lại cho nhà trường để tiến hành cho cái công tác khai giảng học mới. Trong quá trình thực hiện đồng thời 3 mũi giáp công, trong đó có chiến dịch tiêm vaccine toàn dân, Ban chỉ đạo tỉnh, huyện cùng các sở ngành liên quan kịp thời quan tâm, động viên, tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ để người dân có được lá chắn vaccine càng sớm càng tốt. Thay mặt lãnh đạo huyện, chúng tôi cảm ơn Ban chỉ đạo phòng chống COVID của tỉnh phân bổ cái vaccine cho huyện Châu Thành với một cái thời gian là ngắn mà chúng tôi quyết tâm bằng cái sự nỗ lực của huyện nhà với cái sự nhiệt huyết của đội ngũ y bác sĩ rồi cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của bà con nhân dân. Mặc dù đêm đã khuya nhưng mà bà con vẫn còn ngồi chờ để đến lượt để mà tiêm. Huyện Châu Thành quyết tâm là sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến của tỉnh là một ngày. Không chỉ Châu Thành mà tất cả các địa phương khác trong tỉnh đang nỗ lực ngày đêm để hoàn tất việc tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên chậm nhất đến ngày 10 tháng 9. Cùng với thông điệp 5K, khi đã có lá chắn vaccine, cuộc sống sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới để tỉnh nhà dần khôi phục sản xuất và trước mắt là chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.